Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi một kiếm 1.000 sub trên điện thoại nha anh em, dưới một cái tool app của nước ngoài nha anh em. App này là để cho anh em tương tác với nhau nha anh em. App này là đảm bảo anh em chơi đi bạc kiếm tiền được đó, không có bị ít có bị tụt sub lắm. Đầu tiên anh em đít với cái phần link mô tả của mình á. Anh em đít với phần tin mô tả của mình thì nó đẩy cho anh em về Sydney hoặc App Store, anh em tải về cho mình một cái app này nè, Sub Toolbox nha anh em. Rồi anh em mở app ra. Anh em mở app ra thì anh em login bằng tài khoản Google của mình nha anh em. Rồi anh em chọn một nước Anh, Mỹ, Pháp. Rồi đó, anh em bấm vô cái rồi nó ra một cái giao diện chính của nó như vậy nè. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi. Đầu tiên anh em kiếm coi. Anh em bấm vào nút Channel nè. Rồi anh em xem cho mình một cái video. Anh em được video nào anh em thích đó. Anh em nhớ, anh em mới vô thì anh em nhớ xem cho mình 5 cái video nha anh em. Đặng cho mình có xu nha anh em, có xu rồi mình mới tương tác được. Anh em chờ chút. Mình làm mất thời gian của anh em quá, mong anh em thông cảm. Tại vì mình review cho anh em mà. Đăng ký. Anh em nào mà có làm được thì để cho mình một like và một subscribe nha anh em. Còn anh em nào làm không được thì chửi mình thì mình nghe chứ biết sao giờ. Rồi anh em cho nó chạy xong rồi anh em bấm vô chữ Confin nè. Confin. Rồi nó cộng cho mình 10 xu luôn anh em. Rồi anh em thoát ra đi. Anh em thoát ra đi rồi anh em thoát ra đi. Anh em về kênh YouTube của mình anh em. Anh em bấm nút chia sẻ nha anh em. Nắm trên ba dấu gạch bên tay phải của mình á. Anh em bấm nút chia sẻ. Anh em bấm nút sao chép liên kết nha anh em. Rồi anh em thoát ra đi. Anh em thoát ra rồi anh em vào cái giao diện của app là nãy nè. Anh em bấm qua cái phần chăm bài nha anh em. Anh em nhớ cài 50 xu mới được làm mới được nha anh em. Có cái dấu cộng hình chăm bài nè, anh em bấm cộng dấu cộng vô. Anh em muốn tăng subscribe thì anh em bấm vào ô màu trên nha anh em. Còn muốn tăng view thì anh em bấm vào nút dưới. Nè, get more subscribe for you channel, get more view for you video. Thôi mình chọn subscribe đi, mình đang cài subscribe mà. Rồi anh em bấm vào nút ok cho mình nha. Chết, tao lại. Rồi anh em bấm nút khen nha. Bấm nút subscribe rồi bấm nút ok. Anh em dán cái mã URL hồi nãy mình bắt vô đó anh em. Anh em dán vào. Rồi anh em bấm nút đi. Cái này mình nãy mình làm rồi, mình này mình review lại cho anh em. Anh em nhớ bấm nút đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Rồi anh em muốn chỉnh sửa thông tin gì anh em bấm vào ba dấu gạch bên tay trái của anh em nè. Nè, hình hình trái đất nè. Anh em vào muốn chọn quốc gia nào mình muốn tương tác đó, anh em cho video mình sức đề xuất của bản anh em. Mình nên chọn nước Anh đi. Tiếng Anh nó dễ hơn. Còn chữ remote AD nè, mình lấy từng phần cho anh em chơi coi. Cái này là phương thức thanh toán nè. Anh em nào có mua thì mua. Mua cái này mắc đăng ký tài khoản PayPal liên kết với tài khoản ngân hàng gì tùm lum bức lắm anh em ơi. Upload. Anh em chia sẻ nè anh em. Thôi giờ upload thôi. Này tự.
tiếng Anh không mình thua anh em ơi. Không có giỏi tiếng Anh mà tàn gặp tiếng Anh không mà tờ. Vậy video của mình đến đây kết thúc. Xin chúc anh em xem video vui vẻ, vui vẻ và đăng ký cho mình một subscribe, đó là rồi để lại comment với mình sẽ trả lại cho anh em. Mình làm video này chủ yếu là chỉ muốn tương tác với anh em à. Link mình để dưới phần mô tả anh em nhớ tải về. Chơi video của mình đến đây tạm dừng.